hi hi, sau bao nhiêu lâu thì cuối cùng mình cũng trở lại. Để xem thằng Dragon độ này làm YouTube thế nào rồi. NKM, suốt bao tháng qua nó chỉ ra 4 video về mình. Như vậy thì sao mình nổi trên kênh nó nữa đây? À đúng rồi, mình sẽ tự làm bản thân nổi tiếng. Mình sẽ quyết định lập kênh YouTube riêng mà không cần thằng cháu mất dạy giúp. Và đảm bảo rằng kênh mình sẽ nổi gấp 10 lần thằng Dragon. Được rồi, trước tiên mình sẽ lập kênh YouTube đã. 2000 years later. Mình nên đặt tên kênh là gì nhỉ? À đúng rồi, mình sẽ đặt tên là bà Granny Châu Phi Vlog. Cơ mà khoan, sao nghe cái tên cứ phèn phèn? Hay mình đặt tên là chị đẹp Granny Vlog nhỉ? Cơ mà cũng méo ổn, mình có còn trẻ nữa đâu, ai dám gọi mình là chị? Hiện tại là bà đang lập kênh YouTube nhưng mà không biết nên dùng tên nào cho hợp. Nani? Cái gì? Ý mày là tao éo có khả năng để làm YouTube á? Thời buổi này rồi thì già trẻ lớn bé ai cũng muốn nổi mà cháu. Tên gì? Mau nói đi. Ừ cũng ổn đấy. Ổn lòi lìa. Cơ mà kệ, so với hai tên trước bà nghĩ ra thì nó vẫn hay hơn nhiều. A few inches later. Để xem mình nên làm chủ đề nào đây. À đúng rồi. A few moments later. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Fuck, man. Được rồi, hiện tại mình cũng chưa biết quay cái gì, nên mình sẽ đi ngủ để mai tính tiếp. A few inches later. Chúc ngủ ngon. The next day. Oh! Oh! Good morning. Cuối cùng trời cũng sáng, để xem hôm nay mình sẽ quay cái gì đây. Nhưng trước tiên để mình mở tivi lên xem có gì hot hôm nay không. Xin chào tất cả các khán giả đang xem TV, các bạn có khỏe không? Rất khỏe. Chào mừng đã đến với chương trình Chuyển động 48 giờ. Ở đây chúng tôi mang đến cho các bạn nhiều tin tức xung quanh chúng ta hàng ngày. Và ngay tại chỗ chúng ta cũng có một tin sốt dẻo. Hôm nay, có một người dân đã được thông báo là mất tích tại căn nhà bỏ hoang nằm ở quận Whit. Khi khám xét căn nhà hoang, cảnh sát đã tìm được một cái máy quay nằm trên sàn. Sau đây là đoạn video trích xuất từ cái máy quay. Có thật là căn nhà này có ma như lời đồn không nhỉ? Mình tìm nãy giờ mà không thấy có điều gì bất thường luôn. What the fuck? Hình như nó phát ra từ dưới tầng thì phải. La, xem ra mình đã có ý tưởng để quay clip rồi. Six and a half hours later. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quay clip thôi. Xin
chào tất cả các cháu yêu dấu đã đến với kênh của bà Gran Chan TV, và bà chính là bà Granny yêu dấu của các cháu đây. Hôm nay bà sẽ quyết định làm clip thử thách 24 giờ khám phá căn nhà bỏ hoang trước mặt. Trước khi vào nhà thì các cháu hãy bấm like và nút đăng ký kênh giúp bà để bà có động lực ra video tiếp nhé các cháu. Đờ cờ mờ, nhìn ấm cúng mà sao lại éo có đèn thế này. Cái đờ mờ, đã là nhà bỏ hoang thì lấy éo đâu ra đèn hả bà già y quy ngu cực. Đờ fuck. Đờ cờ mờ, đứa nào vừa chửi tao đấy, bước ra đây nói chuyện với bà. Wait a minute, đây là nhà bỏ hoang thì làm quần què gì có ai ngoài mình. Chắc là mình nghe nhầm thôi, bây giờ quay clip tiếp cái đã. Six and a half hours later. Chào các cháu, bà đã vào được bên trong căn nhà rồi. Như các cháu đã thấy, đây chính là phòng khách của căn biệt thự bỏ hoang này. Giờ bà sẽ nhìn xung quanh để xem có con ma nào không nhé. Ahihi, bà dám cả gan bước chân vào căn nhà bỏ hoang này thì bà coi như tới công chuyện rồi bà già chán sống ạ. Mình sẽ chơi đùa với mụ ta chút. Hình như có cái gì đó mới lướt qua đúng không các cháu? Nếu các cháu thấy gì thì hãy comment cho bà biết nhé. Còn bây giờ bà sẽ đi kiếm phòng tiếp theo để khám phá. A few inches later. Bà đã vào được bếp rồi các cháu ạ. Giờ bà sẽ review sơ qua căn bếp. Như các cháu đã biết, đây là một căn bếp cực kỳ dơ bẩn của thằng chủ cũ. Sàn thì bẩn, ghế thì đổ, bát thì vứt lung tung, bàn thì như kiểu 10 năm éo lau dọn, đờ cờ mờ, ăn ở kiểu này mà cũng đòi gọi là biệt thự. Nãy giờ khám phá tầng 1 chẳng có cái vẹo gì cả, để xem tầng 2 có gì thú vị không. Đây là phòng gì thế nhỉ, hình như cửa bị khóa. Đã đến lúc sử dụng cây gậy Saitama của mình rồi. Ra đây là phòng thư viện à, thú vị đấy. Đờ quắc, tiếng thì thầm ở đâu thế? Mày là đứa bỏ miệng nào thế? Xin chào bà, tôi chính là người chủ đã chết cách đây nhiều năm của căn nhà này. Rất vui được gặp bà. Thôi khỏi giới thiệu lòng vòng đi, có phải mày chính là cái đứa đã chửi tao ở dơ với y quy ngu cực đúng không? Đờ cờ mờ nói cho mày biết, từ bé tới giờ tao chưa sợ bất cứ thứ gì ngoại trừ thằng cảnh sát ra thì mày thử gì làm tao phải sợ. A hi hi, bà có giỏi thì nhào vô, tôi xem bà già răng ngô như bà làm gì được tôi nào. Được lắm, thì ra là mày chọn cái chết. Tưởng bà oai thế nào, cơ mà bà tới đúng lúc đấy. Giờ bà giúp tôi bắt con mụ này ném xuống hầm cho tôi nhá.